Thưa quý vị và các bạn, trong hàng loạt địa chỉ đỏ của Thánh Chương trong cao 325 năm 1930, hôm nay chúng ta đang đứng trên một địa chỉ đã có phần làm nên những giá trị bất hủ ấy, cùng di tích cây Chu Diên Trang và nhà thờ Hồ Nguyễn Duy. Nhà thờ Hồ Nguyễn Duy được xây dựng năm 1923, kiến trúc kiểu chữ nhì gồm thượng đền và hạ đền. Đồng chí Nguyễn Têm, bí thư tỉnh ủy được gia đình bố trí làm việc ở nhà thượng đền, nhà thờ cụ Hồ, cụ tổ trong họ. Hạ đến là nơi bán phương phù hội họp tổ chức với các thông tộc quê nổi về báo cáo tình hình và nhân chủ trướng để thực hiện. Tại đấy, nhiều chỉ thị nghị quyết của thương vụ tỉnh ủy Nghệ An đã được ra đời để hướng dẫn phong trào cách mạng quân chúng, đồng thời đề ra những chủ trướng thật thực, uốn nắn những sai lầm của các cơ sở đảng trong quá trình đấu tranh. Thương vụ tỉnh ủy làm việc ở nhà thờ Nguyễn Duy, quan cơ quan ấn loạt của tỉnh ủy ở nhà thờ Hồ Nguyễn Định bên cạnh. Các tài liệu trên đó được phát hành kịp thời để gửi về các địa phương để chỉ đạo phong trào cách mạng, bảo vệ cơ quan tỉnh ủy lúc đó là đội tự vệ đỏ địa phương cùng các đồng chí Nguyễn Duy Thọ, Trinh Đăng, đồng chí Nguyễn Đình Phán bị danh là Liệu, làm giáo thống cho sự ủy Trung Kỳ và tỉnh ủy Nghệ An, có nhiệm vụ được cống bắn hỏa tốc và nhận những chỉ thị của sự ủy về, và đồng chí có nhiệm vụ nấu ăn và phục vụ cho cán bộ đảng. Hàng ngày, đồng chí Nguyễn Têm xuống nhà ăn cơm sinh hoạt chung với gia đình ông tộc trưởng dòng họ Nguyễn Duy. Lúc rồi rãi, đồng chí đi thăm một số bà con trong xóm và tham gia lao động sản xuất. Những lúc bị đông, các đồng chí được nhân dân che chở. Người và tài liệu trên đó đều được đổ lên trộn và cất dấu ở cây suối Diên Trang, đến đỉnh núi đoan cách nhà thờ Nguyễn Duy 50m. Cây suối có đông kính 2m, cả 30m có tạ lá rồng, một cây có một hốc lớn là nơi ẩn náu của các đồng chí khi bị sơ hở. Trong hộp cây, đội đồng nhiều đính để cất dấu tài liệu của cơ quan tỉnh ủy. 1931, đích tiến hành củng cố gạch cao phương thành sớm, chúng cho xây dựng các đôn đại đình, lưỡng đền và nhiều điểm cánh. Lung bắt các cán bộ đảng viên, lưỡng nhà cửa, bắt lờn, bo, trấu, ga và lấy đô đa của dân. Về thành phóng, chủ đột đền Thái Phò. Trước tình hình đó, các đồng chí lãnh đạo buộc phải rời cơ quan tỉnh ủy lên vùng Anh Sơn. Cùng di tích lịch sử thành phóng gồm nhà thờ Nguyễn Duy, nhà thờ Nguyễn Ích, nhà thờ Hồ Nguyễn Bá, cây suối Diên Trang cùng nhân dân thành phóng đã có nhiều đóng góp trong phong trào cách mạng năm 1930 đến năm 1931. Di tích nhà thờ Nguyễn Duy nằm trên vùng đôi thập của núi Đoan xã Thành Phóng, kiến trúc nhà thờ kiểu chữ nhì đơn giản, lợp ngoại vảy, nhà mái trắng trị hình đầu rồng, bạch dự dán chính đền trắng trị hình hải quan cống. Trong nhà có hướng án thờ tự và một số tài liệu hiện vật như yến. Thứ làm việc cặp đường tài liệu của đồng chí Nguyễn Têm và cán bộ tỉnh ủy. Di tích nhà thờ Nguyễn Ích nằm bên cạnh nhà thờ Hồ Nguyễn Duy, được xây dựng năm 1921, gồm ba gian nhà gỗ. Nhà xây theo kiểu kiến trúc bình thường, lợp ngoại vảy. Đây là nơi làm việc của cơ quan ấn loạt tỉnh ủy. Trưởng ban ấn loạt là đồng chí Hoàng Văn Tấm, bị danh là Thánh, người nghỉ lộc. Các tài liệu trên đơn được phát hành tại đây bằng kỹ thuật in bản thạch đơn giản, kịp thời chuyển về các địa phương chỉ đạo phong trào đấu tranh. Nhà thờ Nguyễn Bá nằm phía Tây Bắc, nhà thờ Nguyễn Duy, xây dựng năm 1992. Kiến trúc đơn giản gồm ba gian hai trại lợp ngoại vảy hình con Nguyễn Vẹn. Tại nhà thờ Nguyễn Bá đã diễn ra hội nghị kiện toàn tổ chức, triển khai nghị quyết thính đảng của sự ủy Trung Kỳ. Hội nghị kéo dài 7 ngày và cũng tuần tháng 12 năm 1930 do đồng chí Nguyễn Phong Sắc, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư sự ủy Trung Kỳ chủ trì. Hội nghị có đến 50 đến 60 đại biểu của tỉnh và các huyện về dự. Hội nghị đã bầu đồng chí Tôn Gia Chúng bị danh là Sấm làm bí thư tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đình Phán tỉnh ủy viên phụ trách nông hội, đồng chí Nguyễn Thuần công nhân Vĩnh Bến Thủy phụ trách công hội, đồng chí Phan Đình Đông Tôn Nghị Quệ chị gái ông Tôn Quang Phê phụ trách tài chính kinh tế. Chính trong thời gian cơ quan tỉnh ủy Nghệ An làm việc tại đấy thì dưới sự lãnh đạo trực tiếp của tỉnh ủy phong trào đấu tranh của các huyện Thanh Chương, Anh Sơn, Đô Lương, Nam Đàn lên cao. Sẽ công lao của nhân dân thôn Diên Trang, xã Thành Phóng đối với sự nghiệp cách mạng. Nhà nước đã tăng bằng có công với nước cho nhà thờ Hồ Nguyễn Duy, nhà thờ Hồ Nguyễn Ích, nhà thờ Hồ Nguyễn Bá cùng 15 gia đình cơ sở bảo vệ cách mạng. Di tích nhà thờ Hồ Nguyễn Duy đã được Bộ Văn hóa Thông tin cấp bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa theo quyết định số 1288 QĐ-VH ngày 16 tháng 11 năm 1988. Đó là chứng tích của một giai đoạn lịch sử anh liệt của đảng bộ và nhà